vị và các bạn thân mến, Đà Lạt những ngày tháng 4, tiết trời ôn hòa, cực kỳ dễ chịu. Đồng thời vào đầu tháng 4 là khoảng thời gian du lịch thấp điểm, nên rất phù hợp đối với những ai yêu thích sự yên tĩnh. Chương trình hôm nay mời quý khán giả đến với một địa điểm hết sức thú vị, tham quan và thưởng thức những sản phẩm từ một loại côn trùng, đó là dế. Một ấn tượng cao nguyên sẽ là khung cảnh vô cùng đáng yêu tại thung lũng Hoa Cẩm Tú Cầu, Đà Lạt, với tiểu cảnh cung trăng vàng lơ lửng đang tạo nên sức hút đặc biệt đối với các bạn trẻ. Và trước khi đến với những nội dung chính của chương trình, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số thông tin du lịch vừa cập nhật. Tin từ Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng cho biết, doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống quý 1 năm 2019 ước đạt hơn 2.500 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 330,4 tỷ đồng, tăng 12,25%. Doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 2.191 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách nghỉ qua đêm tại các cơ sở lưu trú trong quý 1 đạt 1.143.000 lượt khách, tăng 19%. Riêng trong tháng 3 năm 2019, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt hơn 810 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 100 tỷ đồng, tăng 11,6%. Doanh thu dịch vụ ăn uống đạt hơn 710 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách nghỉ qua đêm tại các cơ sở lưu trú đạt gần 400.000 khách, tăng 23,3%. Hiện các cơ sở lưu trú, khu du lịch tại Lâm Đồng, nhất là thành phố Đà Lạt, vẫn đang chuẩn bị chu đáo cho thời gian cao điểm khách du lịch tới Lâm Đồng từ tháng 5 đến tháng 9. Một điểm tham quan mới xuất hiện ở Đà Lạt đang được nhiều du khách quan tâm, nhất là các bạn trẻ thích chụp ảnh, đó là phim trường Happy Hill nằm ở khu du lịch Đá Tiên, Hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt. Happy Hill mở cửa từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày. Để được vào Happy Hill chụp ảnh, du khách chỉ phải bỏ ra lệ phí là 30.000 một người. Happy Hill có khung cảnh thiên nhiên gần gũi và yên bình, kết hợp với những tiểu cảnh nhỏ nhắn và độc đáo như nhà trên cây, vườn cúc họa mi, hàng cây sen tuyết, mạng nhện khổng lồ. Trung bình mỗi ngày, tại đây đón hàng trăm lượt khách đến tham quan, chụp ảnh. Điều đặc biệt, để không trở nên nhàm chán đối với du khách, tại đây thường xuyên đổi mới, sáng tạo những góc ảnh đẹp, thu hút các bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh. Những ngày đầu tháng 4 kéo dài sang tháng 5, khi khí trời bớt oi bức, buổi chiều thường xuất hiện lác đác những cơn mưa đầu mùa, là thời điểm lý tưởng để cho những tay máy lên đường đến Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng săn sương. Thời gian này, những buổi sáng ở vùng ngoại ô Đà Lạt bắt đầu xuất hiện hiện tượng sương luồn. Từ 3-4 giờ sáng, dọc đường hướng về Trại Mát, Cầu Đất, hướng Đạ Sa đi về núi Bi Đúp hoặc hướng lên Suối Vàng, thường có những nhóm phượt mê nhiếp ảnh đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Họ kết nối với các nhóm săn ảnh địa phương đi tìm địa thế đẹp để có những góc ảnh ưng ý về sương mù. Từ những góc nhìn cao, các tay máy dễ dàng săn được những dòng suối sương trắng muốt trôi qua vườn tược đồi thông. Khi mặt trời ló dạng, họ có thể săn tia nắng đi xuyên qua những rèm thông. Trên đồi mà dân chơi ảnh gọi là săn ray, tức là tia nắng. Đà Lạt những ngày này bắt đầu bước vào mùa khô, là thời khắc giao mùa chuyển từ xuân sang hè. Khung cảnh vừa rồi của Đà Lạt với màn sương bao phủ đã đủ làm cho các bạn háo hức muốn đến Đà Lạt ngay lập tức chưa ạ? Hải Yến thì đã lên kế hoạch vào một ngày cuối tuần gần nhất để thưởng ngoạn cảnh đẹp này tại thành phố trong sương. Tiếp theo chương trình vẫn tiếp tục với những điều thú vị. Mời quý vị hãy cùng đến với điểm tham quan vô cùng độc đáo ở tuyến ngoại thành Đà Lạt ngay bây giờ. Nếu như chỉ nghe tiếng, hẳn có thể tưởng tượng được cảnh đang đứng giữa cánh đồng, nghe tiếng dế râm ran. Thế nhưng đây là một trang trại chuyên chăn nuôi dế của một hộ nông dân ở xã Mê Linh, huyện Lâm Hà. Bà Phạm Thị Hưởng, chủ nhân trang trại dế này, đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc nuôi dế.
Ban đầu, nuôi dế là để phát triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, trại dế này đã quyết định mở cửa cho du khách tham quan. Mỗi ngày đều có lượng lớn du khách từ khắp nơi ghé thăm và tìm hiểu quy trình nuôi dế tại đây. Với hình thức làm nông nghiệp kết hợp với du lịch này, mỗi tháng chỉ riêng thu nhập từ du lịch cũng mang về cho gia đình bà Hưởng hơn 20 triệu đồng. Hiện, trang trại dế này có tổng cộng hơn 40 ô chuồng như thế này, gối đầu nhau cứ mỗi 2 tháng cho thu hoạch một lần. Mỗi ô nuôi, nếu chăm sóc tốt có thể cho ra 5-7 kg thành phẩm. Với giá bán từ 200.000 một kg, mỗi tháng thu nhập từ bán dế thịt cũng lên đến vài chục triệu đồng. Ngoài bán dế thịt, thì đây cũng là địa điểm bán dế giống uy tín trên địa bàn xã Mê Linh, huyện Lâm Hà. Mình nuôi dế này thì có dễ không cô? Thực sự ra cái chưa biết thì là rất khó. Như cái những ban đầu ấy, gia đình nhà cô rất khó khăn. Từ cái để chúng sinh sản và cái đồ ăn thức đụng đến cái coi là cơ sở hạ tầng. Đấy. Nhưng sau này thì lắm được cái kỹ thuật thì mình sẽ nhàn hơn, thoải mái hơn cho mình. Vậy thì làm sao để những con dế này nó có thể phát triển được tốt và cái độ đồng đều cao? Cô có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm trong quá trình hơn 10 năm nuôi dế của mình không ạ? Thực sự ra cái bước đầu mày mò là tỉ mẩn lắm. Và sau bao nhiêu năm nghiên cứu thì mới ra được cái thành quả của mình như ngày hôm nay. Thì như bây giờ thì thực sự ra cái để cho lợi nhuận cao, thu nhập cao là cái thì xây dựng cơ sở hạ tầng, đó là một cái yếu tố là quan trọng. Từ cái độ ẩm và độ ấm để cho con dế nó phù hợp phát triển, sau đó mới là cái giống dế, chứ phải dế mà thả vào mà cái cơ sở hạ tầng nó không phù hợp này nọ thì thả vào dế nó cũng chết hết. Tương lai và gia đình đều nghĩ tới là muốn phát triển mở rộng hơn và là quy mô hơn, từ cái con dế và đến cái khuôn viên cho phong cảnh làm sao cho nó tự nhiên hơn, phong phú hơn để khách du lịch đến coi là vừa mắt, vừa được tham quan, thưởng thức, vừa được ngắm cảnh coi là thú vị hơn. Mỗi ngày, trang trại dế này đón hàng trăm lượt khách từ mọi miền đến tham quan và học hỏi kinh nghiệm. Cao điểm mùa hè, đây là một trong những địa điểm tham quan thực tế mà rất nhiều trường học cũng như phụ huynh học sinh đưa trẻ đến để trải nghiệm thực tế. Vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch canh nông của địa phương, cơ sở nuôi dế của bà Hưởng đã góp phần vào sự thay đổi và quảng bá ngành nông nghiệp cũng như du lịch của địa phương đến với du khách, người tiêu dùng trong và ngoài nước. Quý khán giả thân mến, hoa cẩm tú cầu còn có tên gọi khác là dương tú cầu hay dương tử, một loài hoa có nguồn gốc từ các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Hoa được du nhập vào Việt Nam từ lâu và được trồng nhiều nhất ở khu vực tỉnh Lâm Đồng. Ngay sau đây, mời quý khán giả cùng dành thời gian để nhìn ngắm khu vườn cẩm tú cầu tuyệt đẹp tại thành phố Hoa, Đà Lạt. Hoa cẩm tú cầu là loài hoa vô tính, cánh hoa mỏng đơn giản nhưng kết lại với nhau thành chùm, mang lại nét đẹp rất mạnh mẽ. Hoa cẩm tú cầu Đà Lạt có đủ sắc từ xanh lam, xanh biếc, tím nhạt, hồng phấn, trắng hay xanh ngọc. Màu hoa do độ pH và cách chăm bón, phun trồng mà tạo thành. Ban đầu, những cánh đồng hoa như thế này chỉ là nơi người dân trồng cây, sau khi được nhiều người tìm đến mới trở thành địa điểm du lịch. Nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng chưa đầy 15 km, cánh đồng hoa cẩm tú cầu là một địa điểm tham quan rất thú vị để chụp những bức ảnh đẹp. Màu hoa cẩm tú cầu luôn mang một sự dịu mát nhẹ nhàng, tạo ra cảm giác càng ngắm càng dễ chịu vô cùng. Nếu có dịp lạc vào một cánh đồng hoa cẩm tú cầu Đà Lạt, có lẽ bạn sẽ lưu luyến mãi chẳng muốn rời đi.
Đà Lạt là được thiên nhiên ưu đãi và là kết tinh từ kỳ diệu từ đất lành. Thì Đà Lạt là gọi là xứ hoa, thì mình ở trên xứ hoa mình làm sao cho nó Đà Lạt thêm càng phong phú. Chẳng hạn như mình trồng những cánh đồng hoa cẩm tú cầu đẹp như vậy là đặc trưng của Đà Lạt. Trong chặng đường sắp tới mình sẽ phát triển thêm nhiều loại hoa nữa đặc trưng của Đà Lạt, và để cho các du khách đã tới rồi sẽ muốn tới nữa, và lần sau cũng sẽ muốn tới nữa. Mỗi lần tới là sẽ mỗi thay đổi khác. Với hơn 2 hecta, triệu bông hoa cẩm tú cầu ẩn mình dưới những tán rừng thông xanh mát khiến khung cảnh nơi đây đẹp đến bất ngờ. Rất nhiều bạn trẻ lựa chọn khám phá cánh đồng hoa cẩm tú cầu để lưu giữ những khoảnh khắc ngọt ngào trong tình yêu và những bộ ánh cưới ý nghĩa của mình. Vẫn là những bông hoa được trồng tự nhiên như cách người nông dân Đà Lạt trồng hoa để bán, nhưng có lối đi sạch sẽ, điểm xuyến là những tiểu cảnh khiến bức ảnh của du khách thêm lung linh. Cung trăng vàng lơ lửng giữa trời mây này đang tạo nên điểm nhấn thú vị cho các bạn trẻ đam mê chụp ảnh. Hôm nay là ngày thứ hai mà vợ chồng mình đến thăm Đà Lạt, và biết là cẩm tú cầu là hoa mà nở quanh năm, tức là không phải nở theo từng tháng. Thì đặc biệt là hoa ở đây rất là tươi và bông cũng rất là to nữa. Ở mình thì cũng có, nhưng mà chỉ là trồng mang tính chất là cây cảnh thôi, chứ không có cả cánh đồng rộng lớn như ở đây ạ. Và giá cả vào tham quan, và lại còn có cả cách trang trí ở đây để cho khách chụp ảnh nữa. Chung quy là vừa xuống sân bay một cái thì bọn mình đã thấy là rất là mát, rất là dễ chịu, không giống như là cái thời tiết ở quê mình. Có nắng nhưng mà nắng nhẹ, và gió thì gió là mát. Một điều khiến vườn hoa cẩm tú cầu ở Đà Lạt luôn đông khách đến tham quan là bởi nó được những người nông dân Đà Lạt chăm bón để cho hoa đẹp quanh năm, không vào một thời điểm đặc biệt nào cả. Đà Lạt được tạo hóa ban tặng khí hậu mát mẻ, thêm vào đó là mô hình du lịch rất gần gũi và dễ thương, sản phẩm của chính những người nông dân chất phát ở mảnh đất hiền hòa Đà Lạt. Tất cả khiến Đà Lạt thêm sắc màu mới, đầy hấp dẫn trong mắt du khách. Quý vị và các bạn thân mến, vẻ đẹp của sắc hoa cẩm tú cầu cũng đã thay lời kết cho chương trình hôm nay. Hy vọng mỗi du khách đến với Đà Lạt đều có được những trải nghiệm đáng nhớ. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.